Rạng sáng nay ngày 13 tháng 10, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh đã có cuộc họp bàn phương án tiếp cận, cứu hộ cứu nạn những người mắc kẹt tại khu vực thủy điện Rào Trăng Ba. Theo ghi nhận hiện trường và nhận định của đoàn công tác, do trời mưa lớn nên tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng Ba khoảng 20 km, có hơn 10 điểm sạt lở lớn, 4 con suối nước chảy xiết, thời tiết xấu dẫn đến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đoàn công tác đã gọi điện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trước mắt, tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện chuyên dụng xe múc, xe cầu mở đường tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng Ba. Đồng thời, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, y tế nhằm đảm bảo cho công tác cứu hộ cứu nạn. Công an tỉnh cũng đã điều 3 xe và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Hàng chục cán bộ chiến sĩ với trang bị đầy đủ cũng đã lên đường. Đến 10 giờ 30, cả lực lượng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường do lượng đất đá sạt lở làm rất lớn, cộng thêm nước suối dâng cao. Trước đó, sáng 13 tháng 10, một nguồn tin từ hiện trường xã Phong Xuân, huyện Phong Điền cho hay, công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng Ba sẽ thuê trực thăng bay lên khu vực thủy điện để xác minh thông tin thủy điện sạt lở ảnh hưởng đến người. Tuy nhiên, hiện chưa rõ trực thăng sẽ bay về Huế khi nào vì thời tiết vẫn còn rất xấu. Lực lượng quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác của Ủy ban nhân tỉnh gồm 20 người đã đi bộ để tiếp cận vị trí thủy điện trên. Lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10, đoàn tiếp cận báo cáo còn cách thủy điện Rào Trăng Ba khoảng 3 km. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, trời tối và địa hình sạt lở nên việc tiếp cận khó có thể diễn ra tiếp tục.